Xin chào anh em đã quay trở lại với K9 nhá. Vì hôm nay chúng ta sẽ là về nội dung tiếp theo về vị trí trong gót đập thanh. Như anh em đã xem hoặc là chưa xem ấy thì mình đã làm video về hai vị trí, nhưng mà đấy là thuộc về dạng khởi động ban đầu hoặc là soi cho tim. Thì đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em những vị trí phòng thủ. Rồi, vị trí phòng thủ đầu tiên ở map Lakeview. Đấy, như anh em đã thấy mình đã giới thiệu cái vị trí phòng thủ này ở video 60TB rồi anh em nhé. Đó, như anh em đã thấy cái vị trí phòng thủ ở map này ở bay ở căn cứ bên trên đó chính là vị trí C3. Đấy, như anh em thấy mình đã phòng thủ ở cái vị trí này ở 60TB và dùng cái độ hạ lòng của mình để bắn những kẻ địch đi xuống. Đấy, như anh em thấy rất là nhanh gọn lẹ tiện thể là mình đã phát hiện cho team luôn là những kẻ đi đi xuống đi lên ấy thì pháo bên mình sẽ lém và đồng đội đằng sau sẽ bắn. Đó, như anh em thấy thì ngoài chỗ này ra thì chúng ta có thể bắn về ở dưới này nữa. Đó. Đấy. Như anh em thấy thì Green Day cũng như là M48 đang xông lên, cho nên là mình sẽ quyết định là quay trở về vị trí B3. Đó. Anh em sẽ lưu ý cho mình nhé, vị trí C3 là vị trí phòng thủ ở gần ở cái chỗ cửa đi vào của cái map này là E2. Đấy, chỗ C3 bắn về E2. Nhưng nếu mà địch mà đẩy mạnh quá và cao quá thì chúng ta hãy rút về B3 để có thể bắn địch đi ngang qua chỗ này. Đây, anh em thấy này, địch đang chuẩn bị đi ngang qua. Đó. Đấy, như anh em thấy thì bên đội bạn đẩy rất là căng. Đó. Ok, mình đã bắn trượt. Đấy, như anh em thấy mình bắn xong mình có thể rút vào và đồng đội ở đằng sau chỗ A5A6 bắn rất là tốt. Đấy, địch đi qua những cái chỗ này sẽ bị bắn chùa luôn. Không thể nào có thể sống sót được. Đó, anh em thấy không? Chết luôn em 100. Đấy. Tiếp tục sẽ là ST2. Đó. Tiếp tục sẽ là nữa là 705A. Anh em thấy không? Đấy. Rất là ngon, địch rất là khó công vào nếu chúng ta thủ tốt ở vị trí C3 hoặc là B3 nhá. Bởi vì đồng đội bên mình hoặc là những cái vị trí ở map bên này ấy, nó có những cái chỗ mà bắn được địch đi vào. Đấy, gọi như là gọng kìm ấy. Nó gọi là gọng kìm ấy. Đấy anh em ạ. Rồi, như anh em thấy thì rất là nhanh chóng thôi. Bên mình đã tiêu diệt được khoảng 4 HT địch, 4 tăng hạng lặng của địch đi vào cái cổng nửa chỗ 912. Và mình tiếp tục đuổi theo M48. Đó, đó chính là vị trí đầu tiên ở map Lakeview nhá anh em nhá. Vị trí phòng thủ tiếp theo ở map Mai thì sẽ là vị trí G6 anh em nhá. G6 G7 đây, vị trí này. Đó, cái vị trí Chapu đang đứng đây này. Đó. Thì anh em thấy thì mình đang chạy về cái vị trí đó. Ở vị trí này thường thường sẽ sử dụng khi mà chúng ta đã bị mất đồi này, mất đồi ở map Mai này, cũng như là địch đã chiếm được line 12 nhá. Đó. Ngoài ra thì cái vị trí này cũng thủ về cái khoảng cuối thời gian rất là tốt. Đấy, như anh em thấy thì mình sẽ đứng ở đây và bắn về phía đồi cũng như là bắn có thể bắn được về phía 89 cũng được, thoải mái. Đấy, chỗ này thì cũng sẽ chỗ này anh em hãy lưu ý cẩn thận cái chỗ vùng F1 nhá. F1 có thể bắn chéo về đây được mình này. Đấy, thì anh em hãy chú ý khi mà lộ sai thì hãy rút ngay, bắn địch xong hãy rút ngay. Đó. Hoặc là tận dụng những cái góc bắn mở ấy, góc bắn mở về địch. Đấy. Đó, như anh em thấy thì team mình dù có khả năng là thắng ấy, nhưng mà cũng đã bị mất đồi. Đấy, không ai chiếm đồi nên là khả năng cao là sẽ phải bắn từ từ lại. Đấy. Như anh em thấy thì cái vị trí này mình sẽ đi ra để hạ lòng bắn S con que. Đây, cái vị trí này. Đó, như anh em thấy thì đồi không có ai trên đồi nữa, mình có thể ra đây để bắn S con que được. Đó, mình đang cố gắng trực xem S con que có ra không thì mình sẽ bắn. Đó, ngoài ra thì chú ý cho mình đó là cái vị trí này ấy, rất dễ bị cái chỗ mà M60 chuẩn bị đi lên. Đây như anh em thấy, rồi mình đã bắn trượt rồi. Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng bắn anh ta lại một phát nữa. Ok, anh ta đã bắn, bị mình bắn cho một viên nữa. Thì khi mà chúng ta thấy M60 đi lên cái cục đá ở chỗ K4 này này, thì chúng ta hãy quay lại và thủ nhá. Đấy, như anh em thấy thì Chafu anh ta đứng hơi xa, nên là khả năng cao anh ta sẽ chết. Rồi đúng, anh ta sẽ chết thật đấy. Thì anh em hãy đứng che thân đi một chút nhá. Hoặc là thập thò nhanh chóng có thể bắn được M60, gió rút về. Đó. Chứ không lên đối đầu, bởi vì bên 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 chỗ M60 đấy, cái cục đá này có một số bụi ấy, nên chúng ta không thể nhìn thấy được. Đây, như anh em thấy thì ngoài ra vị trí này có thể bắn ngược về chỗ bay bay chỗ bay đang cáp này, ở chế độ đôi công này. Đó. Được rồi. Ok, mình đã bắn trượt S con que. Nhưng không sao. Đó. Thì anh em hãy dùng cái vị trí này để thủ cái map Mai ở khoảng thời gian nửa cuối của trận đấu nhá. Ok. Một vị trí cũng khá là tương tự với map Mai là ở map Westfield, thì chúng ta có vị trí C6. Đây, như anh em thấy vị trí C6 là một cái vị trí có thể bắn được ngược nên được lên trên đồi chỗ tăng hạng nặng đang giao tranh. Đấy, anh em có thể thấy rằng mình đang bắn
bắn E3 vừa đi qua, cũng như là cái vị trí này cũng bắn ngược về line 89 cover cho đồng đội được. Đấy. Thì ở cái vị trí này cũng dành cho lửa cuối trận đấu khi chúng ta mất đồi hoặc là chúng ta đang thua cuộc rồi mà muốn phòng thủ đi một chút để có thể nếu mà chiến thắng ngược thì mình cũng không nói là có thể thắng ngược hay không, nhưng mà chúng ta cũng có thể là gọi là kiếm chắc được thêm một tí ở cuối nửa cuối trận đấu. Đấy, như anh em thấy rất là đơn giản thôi, vị trí này có thể bắn được lên đồi này đó, mà mình có thể hun down thoải mái mà có thể che được thân mà thì cũng không thể khó có thể bắn được mình. Đấy, như anh em thấy rất là ngon thôi đó. Hiện tại thì bên mình thì mất hết rồi, chả còn gì ở trên đồi, nên là mình sẽ tận dụng cái vị trí này để có thể là bắn ngược lên kiếm được một chút đam. Ngoài ra thì đấy, anh em thấy có thể cái hướng này góc mở nhá, góc mở có thể bắn được 89, nhưng mà anh em hãy lưu ý rằng là đừng lùi quá xa, không là sẽ bị cái vùng line 890 này người ta bắn tạt sang này, nếu người ta đã đi đến cái bụi này rồi. Đấy, đi đến cái hàng cây rồi sẽ bắn tạt sang, nên chúng ta phải lấp kỹ một chút. Rồi. Ok, cơ hội để giết E3. Đó, anh em thấy ạ. Có thể bắn ngược về. Đấy, tình thế thì cũng đã thua rồi. Bên mình cũng đã thua, nhưng mà mình không sao, mình vẫn có thể phòng thủ được một chút. Đấy. Dùng cái lợi thế hun down của mình. Đấy. Đó, như anh em thấy, E5. Ok, chết luôn E5. Xena X. Nào, đấy. Đó, anh em thấy không? Chỗ phòng thủ này cũng khá là bình thường thôi, cũng không có gì là khó khăn cả. Đấy, anh em thấy này. Đấy, bây giờ chúng ta khi mà bị địch xông vào cái line 89 này, mình có thể quay ngược lại để bắn này. Đó, bắn phụ đồng đội này. Đó, rất là ngon. Đấy. Mình sẽ kết thúc M60 và quay lại bắn lên trên đồi. Đấy, anh em thấy không? Bây giờ địch đang đẩy xuống rất là nhiều. Đấy, địch đang đẩy xuống rất là nhiều. Đấy, vị trí này hunt down rất là tốt, bắn từng viên một sau đó chờ địch đến thôi. Giờ thì mình bị hấp diêm rồi anh em ạ. Ok. Đấy, anh em thấy không? Địch bây giờ cứ đẩy xuống thôi. Cứ đẩy xuống thôi. Đó, đây là một vị trí phòng thủ rất là tốt. Nếu chúng ta có đồng đội ở đằng sau cover nữa thì mình chắc chắn mình sẽ không chết được nhanh như thế này. Nhưng mà không sao. Rồi. Cái nữa nào. Xuống đây. Rồi, sao. Quay trở lại với map Provoca thì chúng ta có cái vị trí này. Thực ra vị trí này mình cũng không nên nói nó là phòng thủ, nhưng mà mình cũng cho nó vào dạng phòng thủ nhá. Dạng phòng thủ tránh counter địch. Có nghĩa là khi mà địch ấy mà họ có ai đó đang đi dọc line 1-2 của map Provoca. Đây. Họ sẽ đi nai dọc 1-2 này để có thể soi trong rừng đó nha anh em thấy. Mình đã soi được KBZ07 và anh ta đi vào theo cái đường nai dọc line 1-2. Và anh ta đã mất luôn 1.300 máu, gần chết luôn. Thì đây là một vị trí dùng để có thể là tránh địch đi line 1-2. Cũng được coi là phòng thủ nếu mà địch đang đi tấn công, cũng kiểu tấn công soi, tấn công phát hiện. Đó như anh em thấy, mình cũng đã soi được ra cả ngoài mid nữa mà mình không hề bị phát hiện rồi. Ai lên thì mình đã bị phát hiện. Đó, như anh em thấy, chỉ có một chút thôi mình đã soi được khoảng 2.500 đam soi. Đó. Vị trí này cũng được coi là phòng thủ khi mà chúng ta đã mất những tăng hạng nhẹ hoặc là những tăng mà có tầm nhìn để có thể soi trong rừng rồi. Đấy. Ngoài ra, vị trí này có thể soi được cái chỗ Emin nhá. Emin chỗ H1 ấy, anh ta mà đi lên ấy, nếu mình có tầm nhìn tốt thì mình có thể soi được anh ta. Đó. KBZ đi qua này. Đấy. Đấy. Anh em có thể tận dụng cái vị trí này với những chiếc xe mà nhỏ gọn như là tăng hạng trung hoặc là tăng hạng nhẹ thì có thể là sẽ đứng đây cũng được, hoặc là tăng hạng trung khi mà chúng ta không thể vào rừng, bởi vì vào rừng chúng ta không có camo chúng ta sẽ chết. Thì chỗ này chúng ta chỉ cần thò cái tháp pháo lên thôi, và địch và đồng đội đằng sau sẽ cover mình bắn những ai mà đang đi dọc cái line này. Vị trí phòng thủ tiếp theo ở map Stepped. Ở đây là chế độ đôi công, nhưng mà mình nhá, chế độ này mình cũng cái vị trí này mình cũng khuyên dùng cho những cả chế độ bình thường anh em nhá. Đối với chế độ bình thường thì cái chỗ này nó cũng phòng thủ được hướng của tăng hạng nặng hay là tăng hạng trung ở bên địch móc vào. Rồi, chúng ta lên phòng thủ ở cái vị trí này nếu mà có đồng đội lên chỗ A3 này. Anh em nhé, nếu đồng đội có người lên chỗ A3 hoặc là lên cái chỗ C3 thì chúng ta phòng thủ đây rất là tốt. Còn nếu không có ai thì chúng ta nên rút về. Đấy, chúng ta nên rút về khoảng vị trí D5 thì hơn anh em nhé. Nhưng mà như anh em thấy đây thì ở trong chế độ này thì ở ngay chế độ đôi công thì mình ở ngay đây rồi, nên mình sẽ không rút về quá xa. Đó, vị trí này thì có tảng đá để có thể che chắn được pháo tự hành nếu mà họ ném ở cái góc vị trí họ xuất hiện đây này. Đấy. Ok, mình đã cho Badger nguyên một ca máu luôn. Đấy, như anh em thấy thì địch đang xông vào rất là nhiều, và mình có thể tận dụng cái cục đá này và lùi về vị trí đằng sau để có thể lấp và bảo vệ số máu của mình. Và khi nào mình có đạn thì mình sẽ thò ra bắn. Đấy, anh em thấy không? 4-5 kẻ địch đang xông lên rất là nhiều. Đấy, đang xông lên rất là nhiều. Đấy.
Đây là giờ sẽ có góc bắn này. Đấy anh em thấy không? Khi mà mình bắn xong này, mình sẽ lùi vào đó như anh em thấy không? Bazzer đã chết. Đấy, đồng đội mình ở đằng sau này, đấy đồng đội mình ở đằng sau cover này. Đấy rất là nhiều. Đấy, pháo nữa này. Đấy anh em thấy không? Đây là một vị trí phòng thủ rất là tốt. Nếu mà địch địch xông vào mà mình phải có đồng đội đằng sau, còn nếu không ấy thì mình cũng sẽ chết thôi. Nhưng mà chúng ta hãy tận dụng cái vị trí này để chúng ta có thể thập thò. Đấy, chờ đoạn nát xong và thò ra bắn địch, bắn kẻ địch. Đấy như anh em thấy này. Rất là đơn giản thôi. Nếu mà có đồng đội đằng sau. Đấy. Ok, 40. Nào, ra đây nào. Bạn hit đây, 420 độ xuyên đây. Đó, rất là ngon. Đấy. Như anh em thấy thì mình đã bắn xong thì mình đã rút vào, và 40 sẽ phải công lên bởi vì anh ta đang có lợi thế về đam trên phút và anh ta sẽ bắn mình thôi. Mình không biết là có đồng đội nào vào cover giúp mình bắn 40 không. Đấy, anh em thấy rất là ngon. Đó, thấy không? Đây là phòng thủ rất là tốt. 5-6 kẻ địch đã chết. Và tiếp theo sẽ là E5, chuẩn bị bay màu luôn này. Đấy. Hitler, ok, xuyên. Đó là vị trí ở map Stepped. Nếu anh em tận dụng rất là tốt cho những chiếc tăng hạng nặng hoặc là pháo chống tăng theo kiểu càn nhất, theo kiểu là có giáp nhá anh em nhá. Map này mình làm về vị trí khởi động đúng không? Thì bây giờ mình sẽ làm cái map này về cái vị trí phòng thủ của cái chế độ công thủ nhá, xung kích nhá. Ở map map này map gì? Karenia. Ừ. Tuy là mình phòng thủ thôi nhưng mà mình sẽ chiếm một cái vị trí cực kỳ là trọng yếu ở cái map này, mà phải đi qua một cái quãng đường rất là dài. Đó chính là vị trí G6 anh em nhé. Vị trí G6 mình đang đến đây. Đó. Tất nhiên là tất cả cái vị trí này thường thường sẽ dành cho những chiếc xe nào có khả độ cơ động nhé, có độ cơ động và tầm nhìn anh em nhé, không nên dành cho tăng hạng lặng đâu. Đấy, như anh em thấy thì cái vị trí này đến đây thì có thể bắn ngược lên cái vị trí Laika đi lên này, Laika của địch đi lên, cũng như là bắn ngược về cái vị trí bên 89. Đấy. Ngoài ra nếu mà địch có công vào vị trí này thì chúng ta sẽ có đồng đội ở đằng sau bắn cho chúng ta. Nếu mà đồng đội biết cover thì có thể chúng ta sẽ sống sót, còn không nếu địch tràn vào quá cao thì mình sẽ chết thôi. Ok. Đấy như anh em thấy thì T54 không thể xông vào được, và mình sẽ chiếm cái vị trí này để có thể thứ nhất là có thể bắn được sang hai bên thì mình đã nói, và thứ hai mình tí nữa mình sẽ có thể support được địch nhá. Support được địch ở trên những vị trí này. Đấy, như anh em thấy, đó địch bây giờ đi lên sẽ bị bắn ngay. Rất là nhanh gọn lẹ thôi. Đó, anh em thấy không? Đấy. Archie. Đó, rất là ngon. Thế phát nữa nào. Bỏ chưa rồi. Đấy, bây giờ này M6 này, M6 đi qua này, chuẩn bị xác định luôn này. Đấy, anh em thấy không? Một vị trí tuy là phòng thủ nhưng lại trở thành tấn công chủ động. Đấy, bởi vì đây là chế độ phòng thủ mà. Mà mình phòng thủ nhưng mà mình lại chiếm một cái vị trí trọng yếu để có thể phòng thủ tốt hơn. Có nghĩa là đánh phủ đầu địch. Thì đó cũng là một vị trí phòng thủ trong chế độ phòng thủ. Đấy, lại như vậy cơ. Đó, anh em thấy không? Rất là ngon lành, nếu mà địch nào đi qua thì mình sẽ bắn thoải mái thôi. À. Đấy. À, ngoài ra thì mình có thể soi được khá địch ở đi trên. Đây, mình sẽ tời luôn cho anh em xem này. Đấy, anh em thấy không? Mình đã soi được M10 đằng sau lưng mình. Đấy, đằng sau lưng mình thì mình đã soi được M10. Đấy. Ngoài ra đấy, mình cũng soi thêm được M10 đi xuống luôn này. Đấy, anh em thấy không? M10 ở bên trên nữa. Đó, nguyên cái trung đội của M10 RBFM luôn. Đấy. Rất là ngon. Đấy, anh em thấy không? Địch cũng phải bó tay luôn. Nhưng mà anh em hãy cẩn thận, nếu mà không may bị địch vào úp sọt ấy thì chắc chắn là khả năng cao chúng ta sẽ sống sót rất là kém, nhưng mà nếu đồng đội mình cover tốt thì chúng ta sẽ sống thôi. Vị trí phòng thủ tiếp theo ở map Malinovka thì vị trí này rất là quen thuộc với anh em TD pháo chống tăng ấy, cũng như là tăng hạng chung nếu mà muốn thủ. Đó là vị trí ở gần cái cục đá chỗ E9 E0 nhá. Đấy, đây là những cái bụi này thì chúng ta hãy đạp đổ hết cả các cây này xuống nhá. Chúng ta hãy đạp đấy, hãy chặt đổ hết, đẩy đổ hết tất cả cây này hướng về trên đồi. Đấy, ngoài ra thì có thể thêm một cây hướng về ra ngoài cũng được. Đấy, cái cây ở bên trái này chúng ta có thể đẩy sang bên bên đồi bên kia, sang bên ngoài cũng được. Đấy, nhưng em thấy thì vị trí này có thể là sẽ bắn được lên trên đồi này. Soi được lên trên đồi. Đấy. Ngoài ra thì có một cái camo rất tốt khi mà chúng ta cộng những loại cây bị đổ này xuống này thì sẽ tạo được một cái lá chắn camo, và chúng ta đứng đằng sau bụi 15m bắn thoải mái mà không hề bị lộ. Rất là ngon. Đấy, chúng ta đạp đổ hết cây này xuống cho mình. Đấy. Anh em thấy không? Đó, soi lên trên đồi cũng như là bắn được. Đấy. Anh em hãy lưu ý rằng nếu mà trong trận có pháo tự hành ấy mà mình đạp hết đổ cái cây này, họ sẽ chú ý và họ sẽ bắn hết xuống dưới này. Nên chúng ta phải chú ý rằng là nếu mà nghe tiếng pháo bay đến thì phải chạy ngay. Đúng không? Đấy, anh em thấy không? Một cái vị trí rất là tốt. Mình sẽ nâng cao lên cho anh em xem này. Đấy.
Anh nói không, nếu mà chúng ta hãy 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 quay quay hãy quay đít xe lại nhá, để đề phòng nhá, đề phòng nếu địch đẩy xuống thì chúng ta hãy chạy tít về đằng kia. Đấy chưa? Chạy tít về đằng Lai Lai Ca này, Lai Ca không này, xuống về chúng ta không để có thể chạy thoát được. Đấy. Đấy, đây là một cái vị trí mà phòng thủ bằng lá chắn camo. Đấy, rất là ngon. Đấy, địch đồng đội mình đằng sau bắn thoải mái mà không hề bị lộ. Đấy, ngoài ra cái cục đá này có thể che được hướng về đằng kia, nhưng mà chúng ta hãy lưu ý rằng đây phải đạp đổ cái cây này hoặc cái cây này nhá, hướng về cái chỗ này, nếu mà có địch địch tăng hạng nhẹ mà họ sẽ soi lên ấy thì chúng ta phải đạp mấy cái này đi để không bị soi. Đấy, như anh em thấy đó, mình đã soi cả T44 kìa anh em. Đấy, bây giờ mình sẽ bắn này, mình sẽ bắn này, tận dụng để bắn này. Đấy, lùi lại này, lùi lại sau bụi 15m này. Đấy, anh em thấy không, lùi lại sau bụi 15m và khai hỏa này. Rồi, một viên đầu tiên mình trượt rồi. Đấy, này, đó. Hiện cái cây lên thì mình sẽ khai hỏa. Đó, anh em thấy không? Đấy, rất là ngon mà mình không hề bị lộ. Đó, đây là một cái vị trí phòng thủ rất là tốt ở map Malin, ở bay dưới nha anh em nhé. Căn cứ bên dưới, rất là nhiều rừng. Vị trí cuối cùng trong video ngày hôm nay, đó chính là ở map Rimbus thì phải. Map này là map Rimbus đúng không anh em? Là vị trí E2 anh em nhé. Rồi, đây, như anh em thấy thì cái vị trí này thì có thể phòng thủ ở cái khe cửa, à khe nhà này cũng được. Ngoài ra mình cũng có thể phòng thủ ở cái vị trí này. Đây, đây là một cái vị trí phòng thủ khi mà có thể tránh địch thò ra để bắn đồng đội mình ở cái vị trí bên ngoài này. Đấy, vị trí bên ngoài chỗ E2 thì cái chỗ E1 của chúng ta có thể bắn ngược vào cái hướng này được này. Nếu chúng ta thò ra căn đúng thời gian thì có thể bắn ngược được. Còn không thì chúng ta sẽ phải phòng thủ bên này để cho địch không bắn về mình bên này. Ngoài ra thì chúng ta có thể rút về cái khe này để khi mà địch xông vào ấy, địch xông vào cái khe E2 mà đồng đội mình đang thủ ấy, thì mình có thể lên cái vị trí khe nhà này giữa hai cái tòa nhà này để có thể bắn ngang thân địch. Đấy, rất là ngon. Nhưng anh em thấy thì mình đang chờ một cơ hội ở đó để có thể bắn được địch này. Đây, anh em hãy để ý pha này cho mình này. Đó, đây là một vị trí phòng thủ mà vừa bắn được địch nhá, cũng vừa có thể rút được này. Đây. Đó, rất là ngon. Bắn xong mình sẽ rút vào bên trong, tuy có thể là sẽ bị mất máu nhưng anh em căn thời gian tốt thì sẽ không bị mất quá nhiều. Đấy. Và chúng ta phải căn nhá, làm sao để cho bên này là chỗ G1 nhá, không có địch thì hẵng ra, còn nếu mà có địch ấy, thì lên không nên ra nhá, bởi vì địch có thể bắn ngang thân chúng ta được. Nhưng mà nói chung đây là một cái vị trí phòng thủ rất là tốt, nếu mà địch có xông vào cái khe này thì chúng ta hãy vòng về đằng sau, hãy vòng về đằng sau cái khe đằng sau của chúng ta này. Đây, thêm một pha nữa này, đó, rất là ngon. Đấy, rất tốt cho những chiếc xe nào mà có đam khủng như là E100 hay là Thoai 5 hay là VK nhá. Đấy, những chiếc xe mà đổi đam tốt ấy thì hãy thò ra bắn một phát. Đấy, như anh em thấy, đây là mình sẽ quay trở lại cái vị trí này này. Đấy. Đó, đây một chỉ phòng thủ nữa. Đấy, của map Rimbus nhá, ở bay bên trên. Đấy. À, ngoài ra vị trí này có thể bắn ngược cái chỗ nhà thờ này, rất là tốt. Rồi, như anh em thấy thì mình đây, chỗ này cũng có thể là nhảy xuống để công được nhá, thoải mái luôn. Chỗ này có thể nhảy xuống để có thể công được địch, rất là ngon. Video vừa rồi là tổng kết lại một số vị trí trong phòng thủ của trong những cái map của đập tanh. Có thể là mình sẽ còn thiếu ở trong những cái map này, mình sẽ chỉ ra một vài cái vị trí ở một vài map thôi. Những video lần sau mình sẽ làm nhiều hơn để anh em có thể làm quen được những vị trí phòng thủ này, để có thể là thứ nhất ấy, những vị trí phòng thủ thường thường là dành cho cái việc là cái line bên đấy, cái cánh bên đấy của chúng ta rất là ít người và chỉ có khoảng 1-2 người, hoặc là đồng đội mình không có thể đến cover kịp ấy, chúng ta hãy rút về cái vị trí đấy phòng thủ. Cái thứ hai, cái vị trí đấy ấy, là khả năng cao team mình đã thua rồi và mình không muốn chết cùng đồng đội nhanh ấy, thì chúng ta hãy rút về cái vị trí đấy để có thể bắn được thêm một chút nữa, để có thể kiếm trác được thêm bạc này, kiếm trác được thêm kinh nghiệm này, để có thể sống sót lâu hơn một chút, để có thể là gây đam nhiều hơn. Đó, không phải là mình hèn nhát đâu anh em nhá. Hèn nhát là cái việc là chúng ta bỏ rơi đồng đội nhá, nhưng nếu chúng ta trở về cái vị trí phòng thủ mà chúng ta vẫn có thể cover hỗ trợ được đồng đội thì đó là một cái tốt. Đấy, chứ không phải là hèn nhát. Cái thứ ba ấy, những cái vị trí phòng thủ này thực sự là không phải là hoàn hảo 100%, đều có thể là sẽ phải bị thọc thủng này, đều có thể bị pháo lém này, đều có thể bị nói chung là nhiều yếu tố mà không thành công, thủ không thành công. Đấy. Nhưng mà chúng ta hãy tận dụng làm sao ấy cho thật tốt những cái vị trí này, là có thể là căn thời gian tốt để ra bắn này. Đấy, căn thời gian tốt để có thể rút lui này. Có thể cái vị trí phòng thủ đấy không phải lúc nào cũng đứng hết cả trận, mà có thể chúng ta sẽ đổi sang vị trí khác cũng được. Đấy, làm sao để có những cái kế hoạch thật là tốt. Đấy. Đó, cảm ơn anh em đã theo dõi video hôm nay. Đây là những cái vị trí phòng thủ, nếu mà anh em chưa biết hoặc là chưa tận dụng tốt thì có thể xem video của mình để tham khảo. Đấy, còn anh em nào biết được thêm những vị trí phòng thủ tốt hơn thì có thể bình luận phía dưới để mình có thể biết và làm video những lần sau, hoặc là những cái map nào anh em cần mình làm thì mình sẽ cho vào video lần sau nhé. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video. Chúc anh em chơi game vui vẻ và áp dụng những vị trí này thật tốt nhé. Ok, bye bye.